Rồi hello anh em, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video chỉ anh em mới vào nghề mà cái cách mà đi net châu Á. Bây giờ mình nói thẳng là gì nè, nó châu Á thì mình có thể phân ra hai loại, một là Nhật cổ và châu Á hiện đại. Thì hiện tại bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cái cách mà đi net nói chung luôn anh em đó. Thì trước tiên á, mà mình muốn đi net đẹp thì mình phải chuẩn bị cho mình là một cái máy xăm đó. Một cái máy xăm làm sao để chạy cho nó ổn định và cái lực nó phải thật là mạnh. Hiện tại mình sử dụng là cái máy này là cái máy FK mà chính hãng luôn các bạn. Thì cái lực của cái máy này rất là mạnh. Cái máy này là hiện tại là chót là 4 chấm. Và mình đi net, hiện tại nó đi net á, nó rơi vào tầm khoảng mà 8 won đến 9 won. Đó thì hiện tại mình sử dụng ở đây là mình sử dụng kim EZ là 7RL các bạn. Đó. Thì mình sử dụng một cái máy tốt nè và mình sử dụng cái kim tốt. Đó thì mình sẽ đi net rất là ok luôn. Chứ còn bây giờ mình sử dụng một cái máy mà nó bị chập chờn hay là nó bị không ổn định, hoặc là mình sử dụng cái kim mà nó không bén á, thì mình đi net nó không có mà tốt. Đó thì trước tiên mình muốn đi được một cái net mà nó no mực, nó dày, đó nó đẹp, nó thẳng hay là nó có độ mà ok á, thì mình phải xác định được một cái mà cái điểm, thí dụ như một cái điểm A đi đến điểm B, thì thí dụ như thế này, thí dụ mình đi net nhiều vô từ cái vị trí này và vị trí này, thì trước tiên là mình phải banh da thật căng vậy nè. Đó mình chuẩn bị xuống như vậy, là mình xác định là mình phải tìm một cái chỗ mà để banh da và một cái chỗ mà đặt cái tay mà xuống mà để mình kéo một đường như vậy. Tại vì khi mà các bạn đặt một cái tay á mà xuống mà cái chỗ mà không có cái vị trí mà ổn định á, thì cái net sẽ không bao giờ mà nó thẳng được và nó đẹp được. Đó thì cho nên mình phải tìm. Rồi thì đầu tiên mình phải thoa vaseline để làm gì, để cho nó thật sự cái nói là vaseline để mềm da, nhưng mà nó không có kịp đâu. Mình vaseline thoa vô á để làm gì không, để cho nó dễ chùi thôi. Đó thì bây giờ mình trước tiên mình phải đặt một cái đường vậy. Thí dụ bây giờ từ điểm A đến điểm B thì mình canh nó, chứ không phải là mình đi tùm lum tùm la vô. Đó thì bây giờ đi điểm này ngắn vô thì mình phải dày, mình đặt ngón tay tay vậy, căng da banh ra, banh không nổi cũng ráng banh ra các bạn. Khi mà các bạn banh da ra thì các bạn tưởng tượng như một cái áo thun này nè. Đó, cái da mình nó nhăn như thế này nè. Đó, thì mình đi vô mình không banh thẳng nó bị dùng lên, nó bị búng lên. Còn khi mà mình căng thẳng ra cái da đó thì nó banh thẳng ra vậy nè. Đó, thì nó sẽ vô mực rất là lẹ luôn. Đó, thì đây nè, đây là vậy. Mình phải banh ba chỗ ra banh đây nè các bạn. Đó rồi bây giờ mình tìm điểm tựa. Đó, mình kéo nè. Đó, đút kim vô, mình đút kim vô á thì mình cũng đút từ từ thôi, chứ mà đừng có mà đột vô cái mình chọt mình kéo cái ào cái là nó có hỏng vô mực. Thì mình các bạn phải cảm nhận được cái lực máy nè, lực tay nè, lực kim nè đi như thế nào á, thì cảm nhận vô cái. Cho nên nhiều khi các bạn hỏi á, anh ơi là mình đi net thì mình đi mấy bao nhiêu bôn hay là cái máy này chạy bao nhiêu bôn, cái đó không có thợ xăm nào trả lời được các bạn. Tại vì biết sao không, mỗi người á có một cái cách đi net riêng, hoặc là cái tốc độ làm việc của người ta riêng. Thí dụ như cái tốc độ làm việc người ta có thể chạy được 9 volt, đó là người ta làm chuyên nghiệp. Còn các bạn mới vô nghề á, thì các bạn làm sao mà kéo được cái tốc độ mà 9 volt được. Đó thì cho nên các bạn đừng có hỏi là à anh ơi chạy cái máy đó anh chạy bao nhiêu volt mực. Không phải, người ta chạy bằng cái cảm nhận người ta không. Thí dụ người ta chạy được 8 volt thì người ta chạy 8 volt. Còn các bạn mới vô nghề thì các bạn chạy không được. Cho nên các bạn phải cảm nhận bằng cái máy. Đó thì bây giờ mình đặt từ điểm A nè đến điểm B nè, mình kéo nè. Đó các bạn thấy không, các bạn phải cảm nhận được cái khi mà bạn kéo xuống một cái á, mực nó phải chạy theo. Các bạn tưởng tượng như một bầy cá lóc, nó một con mẹ mà nó dẫn nguyên bầy lồng ròng theo sau, con mẹ chạy trước mà mấy con cao nó chạy theo sau á. Nó cái cảm nhận đó mới là cái cảm nhận gọi là đi nét mực nó no. Đó thì bạn điểm A điểm B nè, đó bạn càng rút vô nè, kéo nè. Đó. Còn khi mà các bạn tới cuối cùng nét á, cuối cùng á, các bạn vậy nè, hãy dở máy lên, các bạn đá lên một cái.
Tại sao khi mà các bạn đá lên lát, mấy bạn nói nét là nó không có bị gãy nét. Nó còn khi mà nói nét nè, mình nói nét mình đừng có thọt vô liền, thì mình nói nét mình cứ hãy rà rà từ từ rồi mình hãy đi xuống. Đó, vậy thôi. Nói chung là một cái người thợ mà xăm mà châu Á mà đi để đi nét được nó lâu lắm các bạn, chứ không phải mà một ngày một bữa đâu, phải luyện nhiều. Đó. Các bạn phải banh ra và tìm một cái hướng nè, nó đi hướng đi của nó, banh thật là mạnh ra. Các bạn nào mà banh không nổi á, mình phải tập. Còn cái này nữa mình cũng quên nói các bạn nữa, thì đi nét á, cái mà cái biên độ kim á, vừa ngắn hay dài á, đó là tùy các bạn nữa. Có hai, ví dụ như mình nói đơn giản là chỉ có hai cách thôi như thế này nè. Một là các bạn chừa kim dài ra, đó, chừa kim dài ra, thấy không các bạn chừa kim dài ra thì các bạn đi hỏng đầu kim, đó, đi hỏng đầu. Đó, thì hỏng đầu kim như thế này. Còn đó, nhưng mà cái cách này nè, nó hơi khó cho các bạn vô nghề. Tại sao không? Khi mà các bạn mà mới vô nghề á, các bạn kìm không được. Khi mà đi vô đây nè, chừa kim dài ra thì các bạn kéo nè, các bạn đâu có giữ được tỷ lệ. Thí dụ như vô da nó 1 ly đến 1 ly rưỡi, các bạn đâu có đâu nào khi nào giữ được. Cho nên nhiều khi các bạn hơi chặt tay vô một cái, các bạn nhận sâu vô một cái thành 2 ly. Với là cái khi mà nó cao quá đó, cho nên nó là cái khi mà mình kéo nét nó không có đều. Còn cách thứ hai nữa là các bạn chừa biên độ đúng một, ví dụ như mình quen đi chừa đến 1 ly đi, đó, 1 ly hay ly rưỡi, rồi bắt đầu mình đi ngập kim. Đó, cái cách này thì mình đó ngập kim thì mình đi vô mình đụng ngồi thì nó giữ gãy hơn. Còn cái hiện tại gì á, còn mình á, hiện tại giờ thì mình đang sử dụng là mình chạy là mình chừa ngắn kim và mình đi ngập như vậy, nó thành thói quen của mình rồi. Mình như vậy mình cảm thấy là đi nét như vậy cảm thấy ok hơn. Còn các bạn đi ngay kim ngắn hay kim dài á là tùy theo các bạn thôi. Đó. 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 Rồi. Để mình đi hết đây xong mình nói tiếp. Thì cái đồ rắn khúc này nè các bạn đi nét nó mờ cũng được nữa, tại vì mình để mốt mình tạo khối á, cho nên mình cũng không có đi mà cần mà đậm lắm đâu. Họ một bên trong rồi tiếp tục cái phần bên ngoài này nè. Ví dụ một con rắn thì nó có nhiều cái chỗ, ví dụ như có chỗ nét đậm, có chỗ nét dày, có chỗ nét to, thì không thể nào mình sử dụng được một cái kim. Thì thường mình xăm á, mình một đi một cái nét mình sử dụng tới ba cái kim nè các bạn. Thứ nhất á là một cái vẩy là mình sử dụng kim khác nè. Còn ở trong phần răng này là những cái vam u đơn hoặc là mây đồ nè là mình đi kim 7RR đó. Còn khi mà sử dụng cái viền hoài các bạn, cái viền hoài là cái quan trọng lắm, mà mình không thể nào mình lấy cái kim mà 7RR á thì mình kéo vô đây, tại vì nếu mà mình kéo tới kéo lui như vậy cái nét nó không có đẹp. Thì bắt buộc là mình sử dụng kim mà mình tăng lên. Thí dụ như các bạn muốn sử dụng kim 15 hay là kim 18 hay gì đó thì các bạn, còn mình sử dụng đổi qua mình sử dụng kim RS luôn các bạn. Đó. Mình sử dụng kim RS. Đó, để làm sao không? Một hình châu Á thì nó phải có nét to, nét nhỏ. Đó, thì cái viền ở đây là có cái điểm nhấn của người ta nè. Đó, bắt buộc là mình phải đi sử dụng nét to và mình sử dụng kim RS. Mà kim RS nó các bạn khó đi lắm, các bạn vô nghề á là bị tình trạng nha, các bạn xăm không có ăn mực, và nếu các bạn xăm sâu quá đó, thì nó bị sát thương đó, nó giống như tô vậy, tại vì nó rất là to đó. Thì các bạn muốn kéo được cái nét này á là các bạn phải quen đó. Thí
thí dụ như các bạn không được nghiêng qua vậy, nếu mà các bạn nghiêng qua vậy thì nó chẻ vô nó không ăn mực đó. Còn các bạn á, muốn đi ăn mực là phải như nào? Một là các bạn từ đây các bạn xỉa lên như thế này, hai là các bạn kéo từ đây nè xỉa lên như vậy đó, các bạn cầm như là giống như nó đang chọt 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 vậy đó, thì nó sẽ dễ ăn mực hơn. Rồi mình để đi cho các bạn coi đó, chậm thôi. Cua nét mình đã lên đó, các bạn thấy không, cực kỳ no mực luôn, mình chỉ đi một lần một thôi đó. Đó, khi mà mình nói nét nào chậm rãi thôi đó. Kim rửa ếch này rất là khó đi, nói mà khi mà mình đi to như vậy nè, mình không cần phải sử dụng kim kia, mình nhân đôi nhân tới nhân lui nó không có ấy, mà nó không có đẹp, mà con cá là gây cho khách đau nữa các bạn đó. Thì cũng bắt đầu mình nãy mình đi xuôi vậy rồi, bây giờ mình đi thử cái vậy nè các bạn. Nó mình để máy lên đó, mình kéo kim đỡ, các bạn đi chậm thôi, đừng có đi nhanh quá, nhanh quá nó không ăn mực đâu. Quả đó rất là dễ sát thương luôn. Cái này mình làm chậm cho các bạn coi thôi, chứ còn mà bình thường mình đi lẹ lắm. Đó các bạn thấy không? Đó cái nét đó. Đó nó no mực, nó đều, nó no mực luôn. Đây cũng vậy, bây giờ mình sẵn mình đi luôn. Thường mình chi kim nửa ếch mình chừa rất là dài các bạn, nhưng mà mình không có đi ngập kim đâu đó. Mình kéo, mình hãy cảm nhận cái máy, mình cảm nhận cái kim mực nó hút vô vậy đó. Tại vì mình cũng không định làm đâu, nhưng mà nhiều anh em nhắn tin kêu mình làm thì mình mới làm thôi đó. Cái này mình làm cho mấy anh em mới vô nghề để hiểu rõ hơn cách mà đi như thế nào đó. Rồi các bạn nhớ là phải banh thật là mạnh da ra và kê tìm một cái điểm tựa, tìm cái điểm tựa mà cho cái cầm máy nè, mình tìm điểm tựa mình banh ra, mình banh bằng ba cái luôn, hai ngón này nè các bạn và một cái này nữa nè, đó mình banh ra, banh thiệt là căng da ra, mà đừng đi kim sâu quá. Các bạn mà đi kim sâu quá mốt nó lọt ra, nó bị sẽ bị tình trạng gì à, nó sẽ bị nở mực các bạn, nó nở mực mà nhìn nó ghê lắm kìa. Các bạn mới vô nghề thường thường nó hay bị tình trạng là đi xăm mà nó bị nở mực, thứ nhất là nở mực, thứ hai là không ăn mực. Đó, thí dụ giờ mình đi cái cánh qua mẫu đơn trước nè, đó mình banh ra nè, bắt nguồn từ điểm A và điểm B, mình sẽ kéo một cái nét dài qua đây luôn đó, thì mình phải kiểm tra nó đó, mình đặt đây, mình về xuống đó, mình để xuống đó, mình kéo đó. Các bạn phải cảm nhận cái máy đó, cảm nhận cái kim vô cái da mình, cố gắng làm sao á mấy cái nét chính mình đi một lần luôn để mốt mình khỏi, đừng có dậm lại. Các bạn mới vô nghề thường nó cũng có bị một cái tình trạng như thế này nữa nè, là các bạn nghĩ thôi đi nét mờ đi, mai mốt á xăm tới đâu mình đi nét đó, các bạn nghĩ vậy là sai lầm á. Tại vì mà mình bây giờ mình sẵn mình đi một nét vô nè cho nó đẹp luôn, còn mai mốt á nó lọt ra rồi á, các bạn thấy nghe này mờ nè, các bạn đi thêm một nét nữa, nhiều khi các bạn đi trúng thì không sao nha, các bạn mà đi lọt một cái thì cái nét nó nhân đôi, mà nhìn cái nét nó nhân đôi, đây nó nhỏ xíu mà con đây nó to đùng thì nhìn nó ghê lắm.
Nói chung á, là bây giờ mình cứ đặt xuống da thì mình phải đặt một cái vị trí như thế này, rồi xong á mình đi cái nét nào cho nó chắc nét đó luôn, nó no mực đó, nó đầy đầy đó, nét đó luôn, thì nó cái nét của mình lột ra rất là đẹp. Đó không, chứ mình đâu có cần mà phải đi lại 2-3 lần chi đâu. Nói chung là cái này các bạn phải có kinh nghiệm nữa chứ không phải đơn giản đâu. Làm mấy cái video vậy nè cho mấy anh em mới vô nghề á, còn mấy anh em nào không hiểu nữa thì nhắn tin trực tiếp hỏi mình, chứ giờ nhiều khi mình cũng đâu có nhớ đâu, tại vì mình cũng lo làm cho anh khách cứ để anh đau xong rồi mình nói hoài xong rồi mình không lo làm. Các bạn vậy đó, làm phải cảm nhận được cái máy, cảm nhận được cái kim. Tại sao mà mình cứ nhắc là các bạn cảm nhận hoài, thì các bạn cầm lên cái máy xăm các bạn cảm nhận được như đó, các bạn mới được đi nét vô nó mới no mực được đó. Quan trọng là các bạn phải sử dụng cái máy ok mới được, máy gì cũng được, miễn cái máy nó mạnh, nó ổn định đó. Bắt đầu mình kéo từ điểm A đến B rồi kéo xè xuống luôn nè. Đơn giản không? Cái cách này là cho dùng cho anh em mà đi Nhật, đi xăm mà xăm Nhật, Nhật mới nè, châu Á mới rồi nè, Nhật cổ rồi á, thì cũng như vậy. Mà quan trọng là mình sử dụng kim to hay kim nhỏ thôi. Thấy mình kéo đơn giản không? Nhưng mà thật sự mấy các bạn mới vô nghề á, không có đơn giản tí nào luôn á. Các bạn cố gắng làm sao mà đi nét mà đừng có sâu quá các bạn. Các bạn đi nét mà sâu quá là một cái nét của bạn nở rất là to, mà cái hình mà nét to quá nhìn nó ghê lắm đó. Còn các bạn mà đi nét như thế nào mà để không nó mực á, thì như thế này nè, khi mà các bạn để đây nè, các bạn đừng đi kim dài quá đó, các bạn hãy vừa đủ kim thôi, kéo cứ nhẹ nhàng vậy thôi. Kim mà các bạn mà cầm xuống như thế nào, các bạn đi sâu xuống đó, là mực nó nở, sau này nó nở ghê lắm. Nhất là các bạn mà sử dụng cái kim mà kim nét 3, mấy anh em mới vô nghề tốt nhất là tránh mấy cây mà nét 3 ra. Cái cây nét 3 mà các bạn xăm mà tầm khoảng 1.5 ly vô da khách á, mai mốt nó nở còn nét 30 á đó. Còn thường á, những cây nét 3 đó các bạn á, pha mực ra, ví dụ như đi vô mấy cái vẫy nào á, các bạn pha mực tỷ lệ 50 nước với 50 mực gốc là các bạn đi vô không có nở mực đó. Các bạn hãy kiểm soát được cái máy, cái kim, cảm nhận cái máy,
cảm nhận cái kim, cảm nhận cái làn da của người khách ở vị trí nào đó, chứ không phải thí dụ như bây giờ mình đâu có này nè, thí dụ mình đang chạy cái tốc độ gọi là 8V nè, máy FK này nè, cái này là máy chính hãng các bạn đó, máy chính hãng luôn chứ không phải là hàng phách đó. Thì thí dụ như cái máy này nè, mình đang chạy tốc độ là 8V, nhưng mà cái vị trí này nè mình có thể chạy 8V, nhưng mà lên tới cái vị trí đầu gối á thì mình không thể nào mình chạy cái tốc độ 8V được các bạn. Tại vì nếu mà cái tốc độ nó rất là lớn cao vậy á, tại vì ngay cái đầu gối này nó toàn là xương không à, đó mà mình đi vô đây là mực nó sẽ nở rất là khủng khiếp luôn đó. Thì cho nên á thì những cái đầu gối này thường mình sẽ pha mực là bằng cái cách á, là thí dụ mình chấp nhận mực nguyên chất và mình cũng có chung mà pha tỷ lệ 50-50 á, rồi bắt đầu mình chấm cho mực nó lỏng ra là mình đi vô trong đó. Và mình hãy sao làm sao không? Mình hạ won là các bạn tùy theo cái chỗ cái mà cái lượng da mà mình hạ won. Thí dụ như lượng da chỗ nào nó bằng phẳng, nó đẹp đẽ, nó có mở nhiều, nó ok nhiều thì mình có thể đi tốc độ nhanh và mình bấm cái won cao lên mình đi. Đó, còn cái chỗ nào mà nó xương nhiều á thì các bạn hãy hạ won lại và đi kim ngắn lại. Đó, các bạn coi thử để ý. Các bạn để ý thử mình coi nó có đúng không. Đó, còn các bạn mà để dùng tốc độ mà quá cao, các bạn đi vô dùng xương mực mút nó nở tè le, nó nở kinh khủng khiếp luôn, là đem dục luôn. Đó, nó mình đặt ra vậy nè. Đó, mình kéo cảm nhận sao mà mực nó hút hút nó chạy theo. Nói chung là các bạn phải sử dụng cái máy tốt rồi cái kim tốt xong mới cảm giác nó xuống không các bạn. Các bạn không xăm mấy cái nét á, các bạn đừng có sử dụng kim bự, các bạn sử dụng kim bự á mai mốt á, nó nở mực nó nở ra ghê lắm. Xài kim nhỏ thôi. Pha vaseline thường vô để cho nó dễ chùi thôi các bạn, chứ không chả gì hết. Giờ cũng không biết nói gì, tại mình làm mình không có kịch bản thì mình suy nghĩ mình quên. Cái lúc mà không thì suy nghĩ ra nhớ các bạn, còn lúc mà vô làm mà thì quên. Nhưng mà mình tập trung mình làm rồi. Thôi bây giờ mình nói về mình nãy giờ mình cũng có chỉ anh em cái cách mà đi nét như vậy đó, thì anh em cố gắng làm sao mà đi nét cho nó đẹp đó. Chứ còn bây giờ mình không thể nào mình ngồi mình nói hoài vậy, nói hoài xong là chúc anh khách anh đập mình luôn đó. Xăm mà không lo xăm mà cứ ngồi nói trời nói đất hoài thì thôi. Mình chỉ làm sơ sơ vậy thôi, còn anh em nào mới vô nghề á còn không hiểu gì thì cứ nhắn tin trực tiếp mình hoặc là gọi trực tiếp mình sẽ sẵn sàng mình chỉ các bạn chứ không có gì đâu đó. Thì mình nói chung mình nói tóm tắt lại là các bạn muốn xin nét đẹp thì thứ nhất là các bạn phải dùng cái máy tốt, thứ hai là cái kim tốt đó, thứ ba là cái kỹ năng của các bạn đó, cái cảm nhận của các bạn đó như thế nào. Và mình có nhắc lại một lần nữa là đừng bao giờ hỏi một cái người thợ xăm là anh chạy mấy bon, người ta
không, người ta cũng vẫn trả lời cho các bạn, nhưng mà người ta trả lời theo cái cách của người ta thôi. Còn cái cách các bạn mới vô nghề thì không thể nào đi theo cái tốc độ của người ta được. Cho nên á, các bạn á, chạy bao nhiêu won đó, kim về bao nhiêu là cái đó cảm nhận của các bạn. Tại vì không thể nào mà dùng cái cách người khác mà áp dụng vô cho các bạn được. Đó, thì mình tóm tắt là như vậy. Rồi, ok. Rồi, chúc anh em thành công. Xin chào anh em nha.